Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 56 người chết, 49 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 5 vụ, tăng 7 người chết. Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 6.933 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 25 tỷ đồng. Tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, vi phạm đấu nối, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm tra xử lý kịp thời. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh nhấn mạnh về những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông diễn biến phức tạp trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương quán triệt, thực hiện quyết liệt hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới, nhất là chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đảm bảo hiệu quả thiết thực, tăng cường sự phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xây dựng các tiêu chí giải pháp cụ thể để xây dựng mô hình tỉnh an toàn giao thông trong thời gian tới. Để 6 tháng còn lại của năm 2023 và những năm tiếp theo, tình hình tai nạn giao thông phải giảm trên 3 tiêu chí là số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.